The Murray-Darling Rivers pump life through our nation, to our farms, communities and environment. But water's being overused and the next drought is only a matter of time. We have to make sure there's enough water, otherwise the rivers may run dry. If we don't act, it could threaten our plants and animals, our food supply and affect the drinking water of more than 3 million Australians. Find out how the Australian Government's plan will restore the Murray-Darling Rivers. Authorised by the Australian Government, Canberra. Kim Hoa và Nguyên Khang. Rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của Việt TV trong buổi tối ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024. Và kính thưa quý vị khán giả, thông tin trong tuần lễ vừa qua được quan tâm nhiều nhất đó là những cái sự biến động giá cả của thị trường Bitcoin, một trong những cái thị trường, những cái khoản đầu tư tiền ảo đã từ lâu chúng tôi không đề cập đến. Tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay, Bitcoin không thể không nhắc đến là bởi vì ngày 5 tây tháng 3 vừa qua, giá trị của đồng Bitcoin đã lập một đỉnh mới lên mức trên 69.000 Mỹ Kim. So với trước đây, đỉnh điểm đã được lập vào ngày 10 tây tháng 11 năm 2021 với tỷ giá là 68.990 đô Mỹ. Và với một cái mức đỉnh điểm mới như thế này, các nhà đầu tư cho rằng 69.000 vẫn chưa dừng lại mà có thể giá cả Bitcoin còn sẽ tiếp tục gia tăng. Như vậy thì nguyên nhân vì sao Bitcoin lại có cái sự gia tăng đột biến trong những ngày vừa qua, không biết là Nguyên Khang có câu trả lời hay không? Xin kính chào Kim Hoàng và xin kính chào quý khán thính giả của Việt TV Australia. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì Khang tin chắc là đây là câu hỏi rất là lớn mà về cá nhân Khang cũng chưa có thể có câu trả lời chính xác là nó sẽ tăng hay là giảm. Tuy nhiên thì đối với trong chương trình này thì Khang cũng cố gắng cung cấp cái sự hiểu biết của mình về Bitcoin là cái gì. Bởi vì có rất nhiều người, có rất nhiều khán giả quan tâm và cũng đã từng hỏi Khang là Bitcoin là cái gì, tiền số là cái gì. Thì mọi người cũng quan tâm và cũng xem như nó là một cái kênh đầu tư, bởi vì nếu mà chứng kiến cái sự gia tăng và hay là giảm giá của Bitcoin trong mười mấy năm vừa rồi đó, thì cái giá nó gia tăng rất là cao, mà thậm chí khi mà gia tăng rồi thì nó lại có những cái giai đoạn giảm đột ngột, thì nó vẫn mang cái yếu tố rủi ro. Tuy nhiên thì đối với những người thích mạo hiểm thì đây là cái kênh đầu tư khá là hấp dẫn. Vậy thì Bitcoin là cái gì? Thì trở lại Bitcoin á, về cơ bản á, nó là một cái phương thức thanh toán giao dịch trực tuyến thôi. Để trả lời cho câu hỏi này đó thì Khang và Kim Hoàng hôm nay cũng cố gắng làm sao để làm cho nó dễ hiểu, bởi vì chứ Khang tin chắc là mặc dù cố gắng giải thích rồi, tuy nhiên có rất nhiều thuật ngữ mới mà Khang nghĩ là khán thính giả cũng sẽ khó có thể làm quen hay là thấy nó dễ hiểu, cho nên là Khang nghĩ là mình cũng sẽ Khang cũng có đề nghị Kim Hoàng là mình cũng trực tiếp coi như là đóng vai mua bán với nhau để mình biết tại sao nó có sự ra đời của Bitcoin. Bởi vì Bitcoin này đã ra đời vào năm 2008. Đầu tiên là 2007, chính thức là nó giới thiệu năm 2008. Và như vậy là chúng Bitcoin đã trải qua 16 năm có mặt trên thị trường. Trong suốt 16 năm này thì cũng đã có 4 lần giá trị của Bitcoin nó đã giảm đột ngột tới 75% trong một ngày. Nhưng mà ngay sau đó thì cái giá trị của nó cũng đã có sự đảo chiều, có nghĩa là đi lên, giảm thì rất là sâu mà đi lên thì cũng rất là nhanh. Như vậy thì và có lẽ đó là cũng là yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái điểm tích cực, đó là những cái lợi nhuận Bitcoin mang tới cho chúng ta, nhưng chắc chắn là chúng ta không thấy được cái mặt tiêu cực khi mà những nhà đầu tư cũng vài người rơi vào tình trạng phá sản vì đầu tư Bitcoin, phải không? Rồi. Thì trở lại Bitcoin là cái gì, thì cho đến thời điểm này Bitcoin được xem như là một cái phương tiện hay là một cái công cụ thanh toán trực tuyến thôi. Nó bắt nguồn từ cái thực tế rất là khách quan, đó là cái nhu cầu mua bán hàng hóa trên quốc tế và nhu cầu mua bán, đặc biệt là mua bán trên mạng, mua bán trực tuyến ấy, thì gần như là các nhà đầu tư hoặc là các cái người tham gia trên cái sàn giao dịch mua bán ấy, gần như là người ta thanh toán trực tuyến qua mạng luôn. Bây giờ giả sử Khang là người bán hàng qua mạng, Kim Hoàng là một cái người ở một quốc gia nào đó, thì khi Kim Hoàng mua với số lượng nhỏ đó thì gần như là Kim Hoàng dùng cái thẻ để mà thanh toán qua ngân hàng, đúng không? Thì cái thẻ này thì tất nhiên là bên Khang là có thể là Khang ở một quốc gia từ rất là xa, thì qua cái sự xác nhận của ngân hàng á, thì trong tài khoản Khang thấy được cái tiền nó tăng.
Thì tất nhiên là cái tiền đó hoàn toàn là cái đồng tiền mà trong tài khoản đó, nó cũng là con số thôi, chứ nó không phải là cái số tiền thực, giống như là trở lại trong quá khứ là chúng ta thanh toán bằng tiền mặt. Thì khi thanh toán bằng tiền mặt á, thì chúng ta đã quen là chúng ta thấy được cái đồng tiền thực tế. Có nghĩa là khi mà chúng ta thanh toán bằng tiền mặt, cái số dư trong ngân hàng nó sẽ tăng lên, và chúng ta có thể rút cái tiền mặt này ra để sử dụng cho những mục đích khác. Nhưng mà khi mà chúng ta thanh toán bằng Bitcoin, chúng ta vẫn thấy cái số tiền Bitcoin nó tăng lên, nhưng mà cái số tiền này chúng ta không thể sử dụng được. Chúng ta chỉ có thể dùng để tiếp tục trả cho những cái phương thức mua bán trên thị trường quốc tế mà thôi. Đấy, thì để trở lại, Khang muốn giải thích cái Bitcoin là cái gì, cái thuật ngữ Bitcoin là cái gì cho quý vị dễ hiểu nhất. Thì Khang tiếp tục cái sự giải thích của mình tiếp nữa. Vậy thì nếu mà mua hay bán gì đó, thì tất cả cái giao dịch đó, cái số tiền chúng ta thấy trong tài khoản nó cũng chỉ là những con số thôi. Và những con số này tại sao chúng ta tin là chúng ta có tiền? Là bởi vì chúng ta tin vào cái hệ thống ngân hàng. Chúng ta tin vào cái hệ thống sự đảm bảo của các chính phủ, của các quốc gia. Nếu như cái sự đảm bảo này không có được chắc chắn thì sao? Gần như là người tiêu dùng á, chúng ta quên đi cái câu hỏi này. Bởi vì nếu ngân hàng sụp đổ thì tất cả cái tiền trong tài khoản chúng ta sẽ mất. Đúng không nào? Vậy thì tất cả cái yếu tố này nó dựa trên cái yếu tố niềm tin. Niềm tin ở đây là chúng ta tin vào hệ thống ngân hàng, tin vào cái hệ thống, cái sự hợp tác của các chính phủ với nhau trên bình diện quốc tế luôn. Như vậy thì trở lại, cái tiền của chúng ta khi chúng ta giao dịch mua bán đó, thì cũng chỉ là những con số trong tài khoản thôi. Nên tuy nhiên có cái lợi thế một cái là với cái sự đảm bảo của ngân hàng và chính phủ đó, thì chúng ta muốn lấy tiền ra lúc nào cũng được, gần như là như vậy, đúng không? Có nghĩa là chúng ta có thể đổi nó thành tiền mặt để mà chúng ta sử dụng cho những mục đích khác. Tuy nhiên thì để mà trả giá cho cái niềm tin này thì chúng ta bắt buộc phải trả cái phí cho ngân hàng. Như vậy thì vào năm 2007 thì có một cái nhà gọi là một cái ông này tên, chúng ta phải gọi là vô danh, là bởi vì chúng ta không biết gọi ông này là cái gì. Một nhà tài chính thì cũng phải, một kỹ sư IT thì cũng phải. Ông ta tên là Satoshi Nakamoto. Thì ông này tin là trong cái giao dịch thương mại quốc tế đó, giao dịch thanh toán đó, thì chúng ta không cần thiết phải tin tưởng nhau nữa. Chúng ta có thể không tin nhau nữa cũng được. Chúng ta không thể tin ngân hàng cũng được. Chúng ta những giao dịch quốc tế không thông qua ngân hàng cũng được, hoặc là không thông qua các chính phủ cũng được, với điều kiện là những cái giao dịch này nó phải được mã hóa. Hay lấy ví dụ như giờ, khi mà Kim Hoàng cũng tiếp tục mua bán nữa, bây giờ mình không có thanh toán tiền qua hệ thống ngân hàng nữa, mà thanh toán dựa vào những cái mã hóa, những cái ký tự với nhau thôi. Khi đặt ra là khi mua cái này với giá ví dụ là 100 đô đi, 100 đô này thì khi cho Hoàng một cái mã, cái mã này thì nó đảm bảo là Kim Hoàng có trong tài khoản 100 đô. Thì nếu như sau này Kim Hoàng có giao dịch những cái giao dịch khác trong tương lai nữa, thì Kim Hoàng cũng có thể sử dụng cái mã này để thực hiện các giao dịch khác nữa, mua hay là bán như đó. Vậy thì tất cả những cái hệ thống giao dịch lúc này nó sẽ được mã hóa bởi những cái gọi là những cái mật mã rất là khó để thâm nhập. Vậy thì cái xuất phát từ cái ý tưởng đó, ông Satoshi Nakamoto nghĩ là ông sẽ tạo ra một cái loại tiền, một cái tiền ảo, một cái loại tiền mà nó dựa trên cái vấn đề thanh toán, nó dựa trên những cái mật mã với nhau thôi. Đây thì đây là cơ sở của Bitcoin là như vậy. Vâng, để mà chúng ta đi sâu vào nữa cái sự ra đời của Bitcoin thì chắc là có lẽ là chúng ta phải chuyển qua một cái chương trình khác, chẳng hạn như là chương trình Cà Phê Thứ Bảy là những chương trình về tài chính. Thì nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì về những cái đồng tiền Bitcoin thì chúng ta có thể liên lạc với Nguyên Khang, và trong trọn cái chương trình hơn khoảng nửa tiếng chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Trong cái chương trình điểm báo ngày hôm nay, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến cái sự lên xuống của đồng Bitcoin trong những ngày vừa qua. Một cái sự lên xuống nó lại làm cho tất cả các chuyên gia phải ngạc nhiên, ngay cả các tỷ phú, những người tỷ phú giàu nhất trên thế giới cũng có những cái suy nghĩ trái chiều về đầu tư Bitcoin. Có người tin rằng đầu tư Bitcoin là một đồng tiền tốt, một sự đầu tư an toàn. Ngược lại, cũng có những tỷ phú khác thì cho rằng đầu tư Bitcoin là một sự đầu tư quá là mạo hiểm. Thậm chí có một tỷ phú còn cho rằng đây là là một cái loại thuốc đắng, có nghĩa là một cái loại thuốc độc. Mà khi mà chúng ta bị nghiện rồi thì chúng ta có nhiều cái nguy hại hơn là nhiều cái lợi. Và đó là những cái lý do
của cái chương trình điểm báo ngày hôm nay, không không đi vào chi tiết về cái sự ra đời của Bitcoin nữa. Trở lại câu hỏi là tại sao nó có cái sự gia tăng đột biến tương tự như sự gia tăng của giá vàng trong những ngày vừa qua? Nó có gia tăng đột biến này bởi vì như thế này. Cái nguyên tắc của hoạt động của Bitcoin đó, nó dựa trên một cái mã hóa, mà cái mã hóa này gần như là không ai nắm được hết. Mà trên khi mà sáng tạo ra cái loại tiền Bitcoin này thì ông Satoshi Nakamoto đã tạo ra một cái tổng cái lượng Bitcoin đã tạo ra trên trên thị trường hiện nay đó là 21 triệu Bitcoin. Thì 21 triệu Bitcoin này nếu như cho với, nếu mà chúng ta nhân với cái giá là 69.000 đô một Bitcoin thì nó đã tạo ra một cái nền kinh tế, nó tạo ra một cái lượng giao dịch tương đương như là 1.449 tỷ đô. Con số khổng lồ. 1.400 tỷ đô này, 1.400 tỷ đô này coi như là cái phí giao dịch cho các cái giao dịch thương mại trên tổng quốc tế thì Khang tin là con số này rất là lớn. Và bởi vì cái giới hạn 21 triệu Bitcoin trên toàn cầu thì gần như là các kể cả các chuyên gia về IT, về công nghệ thông tin nữa, họ cũng không có thể khai thác hết con số này. Họ cũng không thể coi như là họ không thể thay đổi con số này được. Và con số này còn như số cố định luôn. Mà đến nay, tính đến tháng 1 năm 2023 thì chỉ có khoảng 19 triệu Bitcoin là được khai thác thôi. Nó còn con số khoảng chừng 2 triệu đâu đó nữa mà những cái kỹ sư công nghệ thông tin họ cũng tiếp tục để khai thác cái con số này nhằm làm biến nó thành một cái phương tiện để mà hỗ trợ cho những cái người tham gia có thể sử dụng nó như là một cái công cụ thanh toán. Vậy thì trở lại, do cái nguồn cung có giới hạn mà cái nhu cầu trên thực tế đó là mọi người cảm thấy là đây là một cái phương thức thanh toán tiện lợi và không cần phải thông qua ngân hàng mà cũng có thể tiết kiệm được cái chi phí, cho nên là cái nhu cầu nó tăng cao trong khi cái nguồn cung nó có giới hạn. Nguồn cung giới hạn là bởi vì có rất là khó để có thể khai thác được các cái mã này. Mà Khang tin chắc là tính đến nay thì cái hệ thống này gần như là nó đạt được một cái bảo mật tuyệt đối so với cái hệ thống, thậm chí cao hơn cái hệ thống bảo mật của các ngân hàng nữa, cho nên được rất nhiều nhà đầu tư, được rất nhiều cái người làm thương mại trên thế giới tin tưởng. Và tuy nhiên là nó cũng có cái trái chiều trong dư luận, là có người ủng hộ, người không ủng hộ. Tuy nhiên thì đối với một số người, cũng có rất nhiều người là người ta tin tưởng là cái Bitcoin này cũng sẽ trở thành một cái công cụ thanh toán trong tương lai. Và đứng trước cái nhu cầu cao, tuy nhiên thì cái nguồn cung có giới hạn, thì đó chính là cái lý do mà nó đẩy cái giá Bitcoin lên cao. Vâng, thưa quý vị, như Trung Hoàng vừa mới so sánh là vào thời điểm ngày 10 tháng 11 của năm 2021, giá trị một đồng một Bitcoin nó chỉ trị giá là 68.990 Mỹ Kim. Và sau thời điểm của tháng 11 2021, trị giá của đồng Bitcoin cũng đã bị trồi sụp rất là nhiều. Thậm chí một vài thời điểm giá trị Bitcoin nó xuống dưới mức 20.000 đô la, có nghĩa là một sự giảm sụt rất đáng kể so với đỉnh điểm. Nhưng mà hiện nay Bitcoin đã vượt qua cái đỉnh điểm của 2021 lên mức là 69.000 Mỹ Kim vào thời điểm ngày 5 tây tháng 3, có nghĩa là ngày thứ ba vừa qua. Mà Nguyên Khang vừa mới nói, nguyên nhân có thể là bởi vì sự khan hiếm của Bitcoin đã tạo ra cái sự những cái nhà đầu tư họ đã vội vã mua vào hoặc là vội vã nhảy vào thị trường. Và vì vậy càng có nhiều người mua Bitcoin thì giá trị nó sẽ càng gia tăng, và chúng ta vẫn chưa biết nó sẽ gia tăng như thế nào. Tuy nhiên cái sự gia tăng đến mức 69.000 một Bitcoin cũng đã làm cho mọi người khá là sửng sốt, và những ai đã đầu tư Bitcoin từ nhiều năm qua thì chắc chắn đây là thời điểm mà họ cũng đã kiếm được một số lời nhất định. Tương tự những ai đã đầu tư vàng trong những ngày vừa qua, thí dụ như chúng ta đầu tư vào cái thời điểm chương trình Cà phê thứ bảy bắt đầu, khi mà Nguyên Khang nhắc nhở đến cái kênh đầu tư truyền thống, thì cho đến thời điểm này quý vị chắc chắn là đã có lời khá nhiều. Kể cả những ai mua vàng vào cái ngày vía thần tài, người Việt của chúng ta thì có một cái niềm tin là cái ngày vía thần tài, nếu mà chúng ta đi mua vàng thì chúng ta trong năm đó sẽ làm ăn được khấm khá. Và cái ngày vía thần tài của năm nay tính theo ngày dương lịch, nếu mà Kim Hoàng nhớ không lầm, thì nó rơi vào ngày 19 tây tháng 2 vừa qua. Và vào cái thời điểm đó thì giá vàng, nếu mà chúng ta mua vào thì chúng ta bán ra trong ngày hôm nay là ngày khoảng 8-9 tây tháng 3 thì chúng ta cũng đã có một cái số lời kha khá. Như vậy thì tại sao vàng 4 số 9 nó lại có một sự gia tăng, đặc biệt là gia tăng quá cao tại Việt Nam trong tuần qua?
Thì đúng là cái đây là câu hỏi rất là thú vị, bởi vì mà Khang cũng có cảm thấy vui là bởi vì cũng có số khán giả chia sẻ là thông qua cái chương trình Cà Phê Thứ Bảy thì họ cũng quyết định đầu tư vàng và cũng đã có cái những cái thành quả nhất định. Đấy thì Khang cũng cảm thấy vui là với cái sự gợi ý của mình thì một số nhà đầu tư hay là một số khán thính giả cũng đã có cái bước đầu tư nó mang lại lợi ích cho cá nhân của mình. Thì trở lại cái câu hỏi là vì sao vàng tăng, thì đúng là đây là câu hỏi rất là thú vị, mà Khang tin chắc là nếu quý vị có thể tìm hiểu thì chúng ta sẽ có những câu trả lời. Thì cái câu trả lời đó là như thế này. Đầu tiên đó là vàng là một cái kênh đầu tư tạm gọi là an toàn, là bởi vì đây là cái kênh đầu tư nó không giống như Bitcoin, là khi mà người mua vàng á, họ có thể sở hữu được, họ có thể mua được từng cái miếng vàng hay là từng cái nhẫn vàng mà có thể họ đeo được. Đây là cái tài sản mà họ có thể nhìn thấy được, họ sở hữu được. Như vậy thì đối với vàng từ lâu rồi nó đã là một cái kênh đầu tư an toàn. An toàn là như thế này, là nếu mà thế giới càng căng thẳng á, thì gần như là nhà đầu tư sẽ chọn cái kim loại quý này, nó như là một cái thói quen á. Và cái kim loại quý này nó không có mất giá qua thời gian, cho nên là vàng vẫn luôn được xem là cái kênh đầu tư an toàn, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới những năm vừa qua có rất nhiều biến động, đặc biệt là các cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, cũng như là cuộc chiến giữa Israel và Hamas, cũng như là cái sự căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như là Trung Quốc và châu Âu. Thì những cái căng thẳng này nó tạo nên những cái mâu thuẫn trong thương mại, và chính từ những cái mâu thuẫn này nó làm cho cái thế giới kinh doanh trở nên bất ổn hơn, trở nên khó đoán hơn. Thì thế giới càng bất ổn càng khó đoán thì vàng được xem như là cái kênh gọi là lưu trú an toàn, mà khi mà cái nhu cầu tăng cao thì chắc chắn là trong cái điều kiện nguồn cung có giới hạn thì chắc chắn là cái sản phẩm nó cái giá nó cũng sẽ bị đẩy lên cao. Thì trở lại cái giá của vàng hiện nay, đỉnh của ngày 6 tháng 3 vừa rồi thì có lúc nó đã đạt lên đến 2.141 đô la Mỹ một ounce. Thì so với các cái chuyên gia tài chính thế giới khi mà năm 2023 kết thúc đó, thì họ dự báo là trong năm 2024 này thì giá vàng có thể lập đỉnh vào ở cái vùng giá là 2.200 đô. Tuy nhiên thì mới chỉ có khoảng chưa đầy 3 tháng đầu năm thôi thì giá vàng đã lên tới 2.141 đô rồi, có nghĩa là nó cũng đã sát với cái mức đỉnh mà các chuyên gia dự báo rồi. Thì vàng ở thế giới tăng thì chắc chắn là sẽ đẩy cái nhu cầu vàng ở trong nước, vàng ở Việt Nam tăng. Riêng đối với Việt Nam, cái tình hình tăng nó còn mạnh hơn nữa, là bởi vì cái nguồn cung vàng thì gần như là đây là cái sản phẩm độc quyền mà chính phủ kiểm soát, mà thông qua một cái công ty đó tên là Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn. Thì đây là một công ty gần như duy nhất có một cái có cái có cái quyền nhập khẩu vàng và sản xuất vàng miếng, cái thương hiệu là SJC. Thì chính từ cái chỗ cái độc quyền này nó cũng đẩy lên cái nhu cầu cao, mà cái nguồn cung nó càng giới hạn nữa, cho nên là cái vàng trong nước đó, cái sự gia tăng giá nó còn cao hơn giá của thế giới nữa. Như vậy thì chúng ta có thể khi mà chúng ta về Việt Nam, chúng ta nếu mua vàng từ Úc thì chúng ta về Việt Nam bán chắc chắn là cũng sẽ có lời, bởi vì nó sẽ có sự chênh lệch, phải không? Cái điều đó Hân cũng lưu ý, điều đó là trái pháp, cái điều đó là vi phạm pháp luật, là bởi vì chỉ có những công ty được chính phủ chỉ định và chỉ có Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn thì được nhập khẩu chính thức, và sau đó Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn sẽ bán cho các công ty vàng bạc đá quý khác. Đấy, thì nhưng mà đối với vàng đó thì đặc biệt là cái thương hiệu SJC là Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn đó, thì đây là cái thương hiệu được người dân tin tưởng nhất, gần như tin tưởng nhất, cho nên cái giá vàng miếng của SJC trong tuần vừa rồi cũng đã gia tăng lên cái mức kỷ lục cao nhất trong mọi thời đại luôn, là 81 triệu đồng Việt Nam một lượng vàng. Vâng, kính thưa quý vị, không biết là quý vị trong chúng ta có ai may mắn hay không? Và nếu mà chúng quý vị chưa may mắn thì hy vọng là quý vị sẽ gặp may mắn nếu mà chúng ta đầu tư vàng trong tương lai. Trở lại sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, trong tuần này, ngày siêu thứ ba, có nghĩa là ngày 5 Tây tháng 3 giờ Washington DC, trùng với ngày 6 Tây tháng 3 giờ Đông Bộ Úc Châu, thì đã diễn ra cái cuộc bầu cử để mà tuyển chọn ứng cử viên của đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa. Cho đến thời điểm này, đảng Dân Chủ không ai khác hơn đó là đương kim tổng thống Joe Biden sẽ là ứng cử viên chính thức trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc diễn ra vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Trong khi về phía đảng Cộng Hòa thì cựu tổng thống Donald Trump vẫn còn một ứng cử viên khác là cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley. Tuy nhiên, cái cơ hội ông Donald Trump trở thành ứng cử viên chính thức rất là cao theo đánh giá của các chuyên gia. Và cũng chính vì vậy mà nhiều nỗi lo bắt đầu lại dấy lên nếu mà cựu tổng thống Donald Trump thực sự trở lại Nhà Trắng.
chuyện gì sẽ xảy ra. Và một trong những nỗi lo đó là thỏa thuận đa phương, được gọi tắt là IPEF, là một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và 14 đối tác. Và cái thỏa thuận này nó bao gồm đến 40% tổng sản lượng GDP trên toàn thế giới. Và tất nhiên với 40% GDP của thế giới, chúng ta nhìn thấy được cái sức mạnh của cái thỏa thuận đa phương này. Tuy nhiên, theo nhận xét của cá nhân ông Donald Trump, thì thỏa thuận đa phương IPEF này cũng không khác chi thỏa thuận TPP trước đây. Và TPP chính là thỏa thuận mà ông Donald Trump, ngay khi ông nhậm chức vào năm 2017, thì ông đã loại Hoa Kỳ ra khỏi cái thỏa thuận TPP và khiến cho TPP từ một thỏa thuận có 12 thành viên đã trở thành một thỏa thuận chỉ có 11 thành viên mà thôi, và đã được cải danh thành TPGPP với sự vắng mặt của Hoa Kỳ trong thỏa thuận TPP của năm 2017. Các chuyên gia một lần nữa đã rất là lo lắng là không biết nếu ông Donald Trump thắng cử trong ngày 5 tháng 11 sắp tới, thì tương lai của thỏa thuận đa phương mới IPEF này có giống như TPP hay không, tức nghĩa là sẽ bị loại trừ, bởi vì ông cũng đã tuyên bố là thỏa thuận này chẳng đem gì lợi ích, chẳng đem lợi ích gì cho kinh tế của Mỹ. Yeah. Không biết là sự lo lắng của các chuyên gia đó có quá hay không? Khang nghĩ là sự lo lắng của những cá nhân mà không ưa thích ông Trump, cũng như là những tổ chức không ưa thích ông Trump, và thậm chí cả các quốc gia không ưa thích ông Trump là hiện hữu. Là bởi vì sao? Đầu tiên á, là theo các cái phương tiện truyền thông gần đây đó, thì họ hay dùng cái từ rematch giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden. Rematch có nghĩa là cuộc tái đấu. Cuộc tái đấu là bởi vì họ tin rằng thực tế chứng minh cho thấy đó là ông Donald Trump dường như sẽ trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa để mà ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây. Thì về phía Đảng Dân Chủ thì cũng vẫn sẽ là cựu tổng thống, đương kim Tổng thống Joe Biden. Vậy thì vào tháng 11 tới đây thì ông Biden nếu mà đắc cử nữa thì sẽ trở thành tổng thống quá già để mà có thể gọi là thực hiện cái nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Cho nên là về tuổi tác và về sức khỏe thôi là ông Joe Biden đã có những cái bất lợi so với Donald Trump rồi. Đấy, thì coi như là cái bất lợi đây được xem là bất lợi lớn nhất luôn, bởi vì dường như Đảng Dân Chủ không có được cái sự chuẩn bị trong 4 năm vừa rồi, không có sự chuẩn bị mà cũng không giới thiệu nhân vật nào khả dĩ trẻ trung hơn, hoặc là có những đường lối mà đổi mới, hoặc là có những cái chính sách nổi bật để mà có thể thay Joe Biden ra ứng cử. Thì nếu mà Joe Biden tiếp tục nữa thì 4 năm sau thì ông sẽ trở thành một tổng thống quá già để có thể tiếp tục đảm đương cái công việc. Thì chính từ những cái lý do này, mọi người tin là ông Donald Trump sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Thì nếu như Donald Trump đắc cử, coi như là ông sẽ quay trở lại Nhà Trắng một lần nữa, thì chắc chắn là ông sẽ tiếp tục thực hiện cái chính sách mà trước đây ông luôn gây tranh cãi. Đầu tiên, đây là tổng thống xuất thân từ một cái vị là doanh nhân. Cho nên cái xu hướng của ông rất là thực dụng. Nếu như những cái gì đem lại lên cho nước Mỹ thì ông sẽ làm. Và Mỹ sẽ không cần thiết là đóng vai trò anh cả của thế giới nữa. Không cần thiết phải lo lắng nhiều cho các quốc gia khác nữa. Cái dẫn chứng là khi mà ông lên thì ông sẽ áp dụng cái thuế đánh vào các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Thứ hai, kể cả nhập khẩu từ đồng minh là châu Âu thì ông vẫn phải đánh thuế. Ông cũng đánh thuế luôn. Trước đây đánh thuế về ngành thép và các cái sản phẩm mà chiến lược mà trước đây là có những cái thỏa thuận với nhau là giữa Mỹ và châu Âu sẽ có những hợp tác với nhau. Tuy nhiên, gần đây thì ông cũng đã nhắc lại cái việc này là nếu như ông đắc cử tổng thống vào tháng 11 tới thì ông sẽ áp dụng 10% cho tất cả hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu. Điều này nó đi ngược lại cái lợi ích là thương mại tự do của Mỹ và châu Âu. Và cũng chính vì vậy mà các chuyên gia hiện nay cũng đang rất là lo lắng là tuần trăng mật giữa Mỹ và châu Âu có thể là sắp bị kết thúc. Và cái lo lắng này nó không phải xuất phát từ cái yếu tố là ông Donald Trump có cơ hội trở lại Nhà Trắng. Ngay cả Nhà Trắng dưới thời của Tổng thống Joe Biden hiện tại cũng không thể thỏa mãn được những cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và châu Âu trước đây. Và đặc biệt là khi ông Joe Biden tuyên bố là nước Mỹ đã trở lại, thì phía châu Âu họ cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì họ nghĩ rằng dưới thời của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ thì tất cả những cái rào cản, những cái sóng gió của thời Donald Trump sẽ được gỡ bỏ.
Tuy nhiên, những cái hy vọng của châu Âu nó đã bị thất vọng khi mà thời gian đã trả lời, bởi vì sau 3 năm cầm quyền thì thay vì đảo ngược những cái xu hướng bảo hộ thời Donald Trump thì đương kim Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục duy trì, thậm chí là ông Joe Biden còn thúc đẩy nhiều chính sách hơn, chẳng hạn như áp đặt những cái rào cản thương mại, gạt các công ty châu Âu ra khỏi chính sách trợ cấp nhằm củng cố ngành sản xuất hoặc là xuất khẩu của Mỹ, và khiến các đồng minh rất là ngạc nhiên khi áp đặt những cái biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn để nhằm mục đích là ngăn chặn Trung Quốc tiếp nhận những cái công nghệ của Hoa Kỳ. Đó là những cái yếu tố mà phía châu Âu cho rằng quan hệ của Mỹ và châu Âu đã đi đến hồi kết thúc, có nghĩa là hiện nay cho dù là dưới thời tân tổng thống hay là đương kim tổng thống thì cũng là thân ai nấy lo mà, bởi vì cái vấn đề kinh tế hiện nay nó đang rất là quan trọng. Châu Âu vẫn hy vọng tiếp tục nhận được những cái miễn thuế hoặc là những cái ủng hộ tài chính từ phía Hoa Kỳ, nhưng phía Hoa Kỳ, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều khẳng định là có thể là nước Mỹ sẽ đi một cách độc lập. Đặc biệt nguy cơ nếu to lớn hơn, nếu ông Donald Trump thắng cử, thì cái điều duy nhất, cái điều đầu tiên có thể ông sẽ làm đó là sẽ chặn lại tất cả những cái nguồn tài trợ trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Yeah. Mà nếu mà Hoa Kỳ ngăn hoặc là ngưng tài trợ cho Ukraine, thì Ukraine sẽ không đủ tài chính để sản xuất vũ khí, để tiếp tục chống lại cuộc xâm lăng của Liên bang Nga. Và tất nhiên, một khi Liên bang Nga chiến thắng Ukraine hoặc là chiếm thêm những cái khu vực, những cái tỉnh hoặc là những cái thành phố của Ukraine thì sẽ càng khiến cho châu Âu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Và đó là những cái nỗi lo châu Âu hiện nay đang đặt lên bàn cân. Dưới thời Joe Biden thì nỗi lo nó chỉ ở mức là khoảng ở cái điểm 5 thôi. Nhưng mà nếu Donald Trump thắng cử thì cái nỗi lo nó sẽ tăng gấp đôi, có nghĩa là tăng gấp 10 lần so với hiện nay. Những cái nỗi lo này rất là thực tế, là bởi vì hiện nay là cái quan hệ giữa Mỹ và châu Âu nó càng ngày càng xa cách. Và Trung Quốc lúc này tranh thủ cái sự xa cách này để xích gần hơn châu Âu. Và vì sao mà quan hệ Mỹ và châu Âu nó càng ngày càng xa cách? Là bởi vì đầu tiên, riêng cái quan điểm mà đối với cuộc chiến Ukraine thì nội trong các cái quốc gia châu Âu cũng đã có những cái sự mâu thuẫn nhất định rồi, bởi vì đây là một cái khối gồm rất nhiều thành viên và trong đó chủ chốt vẫn là Đức, Pháp, Anh. Và tuy nhiên thì cái quan điểm mà để làm sao mà hỗ trợ châu Âu giữa các thành viên thì cũng đã có những sự mâu thuẫn và rất là khó để đạt sự đồng thuận. Và về phía Mỹ là một quốc gia cũng trùng trong khối NATO, tuy nhiên là họ ở bên kia bờ Đại Tây Dương, họ không chịu ảnh hưởng trực tiếp, cho nên là cái việc mà an ninh của các quốc gia châu Âu nhiều khi cũng không có liên quan trực tiếp đến họ. Là một thứ hai nữa, đó là cái hỗ trợ về tài chính như Kim Hoàng vừa đề cập. Nếu như Donald Trump thắng cử thì chắc chắn là ông đã có tuyên bố trước luôn rồi, có nghĩa là nếu ông thắng cử thì ông sẽ không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Rồi thêm một cái điều nữa, đó là qua cái cuộc chiến á, thì cái nguồn cung dầu từ Nga cho châu Âu bị gọi là suy giảm đáng kể, là do các quốc gia thực hiện là cái đòn trừng phạt kinh tế vào Nga, là không có nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng từ Nga. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều công ty của châu Âu đã xé rào và đã âm thầm lén lút mua dầu của Nga để bán ngược lại cho Mỹ. Mỹ nhìn thấy điều này cho nên họ không đồng ý. Họ không đồng ý và họ bắt đầu tiến hành gọi là độc lập về kinh tế, là cũng như là không hỗ trợ các công ty cũng như các doanh nghiệp của châu Âu cũng như là các quốc gia châu Âu nữa. Và cái chính điều này nó làm cho cái sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và châu Âu hơn. Và nếu cái sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và châu Âu thì vô tình nó cũng sẽ tạo nên cái liên minh giữa Nga và Trung Quốc trở nên mạnh hơn. Và cái điều này nó làm cho thế giới năm 2024 và dự kiến là năm tiếp theo 2025-2026 là sẽ trở nên bất ổn và khó lường hơn. Và thông tin cuối cùng đến từ nước Pháp, khi mà Tổng thống Macron của Pháp vào ngày 4 tháng 3 vừa qua đã có một cái quyết định lịch sử, đó là đã thông qua dự luật về quyền phá thai. Và quyền phá thai tại Pháp hiện nay đã được đưa vào trong hiến pháp, có nghĩa là tất cả phụ nữ sẽ được quyền này. Đây là một cái điều tranh cãi trong hàng chục năm vừa qua, và nước Pháp đã đi đầu khi mà đưa ra cái quyết định như thế này. Và cái quyết định này đặc biệt cũng đã được áp dụng vào ngày 8 tháng 3, có nghĩa là vào ngày hôm qua là ngày quốc tế phụ nữ, nhằm mục đích vinh danh những cái đóng góp của giới phụ nữ trong sinh hoạt xã hội,
cũng như là sinh hoạt kinh tế tại nước Pháp nói riêng cũng như là trên toàn thế giới nói chung. Và cũng trong ngày 8 tây tháng 3 vừa qua, kính thưa quý vị, tại Úc của chúng ta cũng có một cái cuộc biểu tình giới phụ nữ đã đòi tăng lương so với nam giới. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của cái cuộc biểu tình này, thay vì những cái cuộc biểu tình hoặc là đình công thì thường thường xuất phát vào buổi sáng 6 giờ, 8 giờ hoặc là 10 giờ. Nhưng mà cái cuộc đình công vào ngày hôm qua thì lại diễn ra vào lúc 3 giờ 14 phút. Ở đây nó có một cái điểm nhấn là 3 giờ 14 phút. Thì không biết là Nguyên Khang có tìm hiểu lý do tại sao nó không phải là 3 giờ cho chúng ta dễ nhớ mà phải là 3 giờ 14 phút. Cái điều này là bởi vì phụ nữ lúc nào, riêng Úc chúng ta thì phụ nữ lúc nào cũng bị trả lương thấp hơn so với nam giới. Và cái vấn nạn này nó cũng đã kéo dài hàng thập kỷ rồi. Và phụ nữ thì đòi cái quyền bình đẳng. Bởi vì có rất nhiều ngành, có rất nhiều lĩnh vực mà phụ nữ cái vai trò đóng vai trò quan trọng hơn nam giới nữa. Và lực lượng lao động nữ lại chiếm đa số nữa. Ví dụ như là ngành giáo dục mà chăm sóc trẻ em, là childcare. Và cái ngành là chăm sóc người già. Là age care, thì những cái lĩnh vực này là nữ giới là nhiều, tuy nhiên thì cái thu nhập của họ so với nam giới thì lại không có được bằng nhau, thì cho nên là phụ nữ đòi cái quyền là gọi là equal pay, là có một cái mức lương ngang bằng với nam giới, không được có sự phân biệt. Vậy thì trở lại cái câu hỏi Kim Hoàng là tại sao phụ nữ Úc đang kêu gọi đình công là sẽ dừng công việc. Có nghĩa là họ đã đình công vào lúc 3 giờ 14 phút ngày hôm qua. Là vào, đúng rồi, vào ngày 8 tháng 3. Thứ 6 vừa rồi, 8 tháng 3 là đúng 3 giờ 14 phút là nghỉ, không làm việc nữa. Bởi vì sao? Bởi vì theo thống kê đó, thì thu nhập nữ giới so với nam giới Úc chúng ta thấp hơn là 22% bình quân. Thì nếu như một ngày làm việc 8 tiếng bắt đầu từ 9 giờ đến 5 giờ, 8 tiếng liên tục, thì nếu mà trừ lại 22% thì đến 3 giờ 14 phút là kết thúc. Cho nên là phụ nữ cái này là đã có sự tính toán rất là cẩn thận rồi. Coi như là nếu mà trả lương tôi bằng khoảng 78% của nam giới thì tôi chỉ làm đến 3 giờ 14 phút thôi. Có nghĩa là những chị em phụ nữ ngày hôm qua nếu mà làm tới 3 giờ 14 phút vẫn được trả lương như là họ làm tới 5 giờ, là đó là cái mức lương mà họ yêu cầu gia tăng 22% đó. Bởi vì từ 9 giờ sáng tới 3 giờ 14 phút tính về quỹ thời gian thì nó tượng trưng cho 78%. Và cái thời gian còn lại là họ ngưng không làm việc là tượng trưng cho 22%. Và cái 22% đó là cái sự chênh lệch lương giữa nam và nữ hiện nay. Và không biết là cái cuộc đình công ngày hôm qua có tác dụng gì hay không, có đem lại cái sự cân bằng về mức lương giữa nam và nữ hay không. Nhưng ít nhất cuộc đình công này đã ghi được cái dấu ấn là ai cũng nhớ là nó đã bắt đầu từ lúc 3 giờ 14 phút. Và có lẽ là cái truyền thống này nó sẽ được duy trì sau ngày 8 tháng 3. Cho đến khi nào mà cái lương của nữ giới bằng với nam giới trong tất cả các lĩnh vực. Vâng, rất cảm ơn những thông tin của Nguyên Khang cho chương trình Điểm Báo ngày hôm nay. Trước khi chấm dứt, không biết là Nguyên Khang còn có những thông tin gì muốn gửi cho khán giả hay không? Thì trở lại cái nội dung ban đầu mà Khang đang dở dang á, đó là tìm hiểu về Bitcoin á, thì Khang cũng sẽ hứa là cũng sẽ cung cấp thêm cho quý vị vào cái chương trình cà phê thứ bảy, cũng như là cái giá vàng vì sao mà nó tăng. Thì trong nội dung chương trình đó thì chúng ta chỉ mới gợi một vài cái lý do thôi, tuy nhiên thì theo Khang thì nó còn rất nhiều lý do phía sau nữa, mà Khang tin là nếu có thời gian trong chương trình cà phê thứ bảy thì Khang cũng sẽ cung cấp thêm cho quý vị. Vâng, một lần nữa cảm ơn Nguyên Khang. Và Kim Hoàng cũng xin cảm ơn tất cả sự quan tâm theo dõi của khán giả cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và sẽ gặp lại tất cả quý khán giả trong những chương trình sắp tới.